Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau. Nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi tiêm chủng lo lắng vì liên tục phải hoãn lịch tiêm cho trẻ do thiếu vaccine. Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 12 tháng 6, Ủy ban nhân dân xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đã tổ chức hội nghị triển khai mô hình 3.0 trong chuyển đổi số. Để thực hiện thành công mô hình 3.0, gồm không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công, không dùng tiền mặt trong một số các dịch vụ thiết yếu và không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền. Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2023, căn cứ kết quả rà soát tổng hợp các hộ dân, cá nhân có căn cước công dân, điện thoại thông minh, thẻ bảo hiểm xã hội và số điện thoại chính chủ, cán bộ Ủy ban nhân dân xã Thiệu Trung, công an xã cùng các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp viễn thông, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ người dân tạo lập tài khoản, cài đặt định danh điện tử VNEID và các ứng dụng thanh toán cấp miễn phí chữ ký số và mã QR code nhằm giúp người dân thực hiện thành công các thủ tục hành chính toàn chỉnh và không sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thiết yếu. Xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa là một trong 5 địa phương được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình 3.0 trên địa bàn tỉnh nhằm tạo dựng môi trường số, hình thành công dân số, chính quyền số thực chất và hiệu quả, từ đó nhân rộng mô hình ra quy mô toàn tỉnh. Cũng trong sáng nay, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với các gia đình có trẻ em tử vong do đuối nước tại hai huyện. Đoàn đã thắp hương chia buồn với hai gia đình có 3 cháu tử vong do đuối nước tại thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống, ân cần thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh động viên các gia đình nén đau thương mất mát, lo tròn hậu sự cho các cháu và sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em, nhất là trong dịp hè. Trước đó vào khoảng 14 giờ chiều ngày 11 tháng 6, ba cháu bé, trong đó có hai chị em ruột sinh năm 2009 và năm 2011, trú tại xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn, một cháu sinh năm 2011, quê ở huyện Nông Cống, sinh sống với bố mẹ ở tỉnh Bình Dương, được người nhà đưa đến bãi biển ở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn tắm biển. Do ra xa bờ, kết hợp với sóng thủy triều mạnh khiến các cháu bị đuối nước. Sáng nay, đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra xử phạt hai phòng khám răng không phép trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra đột xuất hai phòng khám mang tên Nha khoa Sài Gòn tại địa chỉ A2.1 chợ Tân An, Tân Bình, đường Phạm Vấn, phường Đồng Vệ và Nha khoa Smile Dental tại địa chỉ 742 Lê Lai, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa. Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở này đang thực hiện các dịch vụ khám điều trị bệnh về răng cho bệnh nhân. Tuy nhiên, hai cơ sở này chưa được cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt theo quy định, yêu cầu các cơ sở dừng hoạt động, tháo dỡ biển hiệu, niêm phong trang thiết bị làm răng. Đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Đồng Vệ và phường Quảng Hưng giám sát việc thực hiện của các cơ sở này. Giám đốc Sở Y tế đã ban hành văn bản kèm theo danh sách, kèm theo những cơ sở nghề phép chuyển về cho chính quyền địa phương cấp huyện, thị, thành phố để giải quyết dứt điểm những cơ sở này trong thời gian trước ngày 25 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý thì các địa phương xử lý mang tính chất cũng chưa dứt khoát. Một số địa phương như thành phố Thanh Hóa, rồi là Nông Cống, rồi là Yên Định, rồi Thọ Xuân thì giải quyết chưa được một cách nghiêm túc. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm gia cố các lớp bảo mật, đảm bảo vận hành hệ thống thông tin an toàn hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Chuyển đổi số diễn ra càng mạnh mẽ, càng thúc đẩy các cơ quan đơn vị chuyển hoạt động lên môi trường trực tuyến và kích hoạt chế độ làm việc từ xa trên nhiều loại thiết bị thuộc sở hữu cá nhân như máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính bảng với kết nối đa dạng như Wi-Fi 4G. Điều này cũng làm tăng rủi ro về an toàn thông tin. Do đó, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đã thực hiện phân tách mạng Wi-Fi với mạng nội bộ. Ngoài ra, đối với vấn đề sao lưu dữ liệu, bên cạnh hệ thống sao lưu tự động, các đơn vị cũng chủ động nhiều phương án dự phòng như sao lưu tại chỗ, sao lưu trực tiếp ra ổ cứng di động, độc lập với hệ thống mạng, giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu. Do triển khai song song công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng gắn liền với hoạt động chuyển đổi số, nên Thanh Hóa đã bước đầu đạt được những kết quả quan trọng như 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được phê duyệt hồ sơ để xuất cấp độ an toàn thông tin.
các cơ quan đơn vị được triển khai các hệ thống giám sát vệ tinh về an toàn thông tin mạng và kết nối gửi nhận dữ liệu giám sát về hệ thống tập trung của tỉnh và Trung tâm Giám sát Không gian mạng Quốc gia NCSC. Là địa phương có 12,5 km bờ biển và 3 con sông lớn chảy qua, huyện Hoàng Hóa thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão ngập lụt xâm nhập mặn. Trước mùa mưa bão năm nay, huyện đã chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị vật tư phòng chống thiên tai để nhanh tiến độ các dự án xây dựng tu bổ đê điều. Huyện Hoàng Hóa có gần 80 km đê, 87 cống dưới đê, trong đó có 5 trọng điểm sung yếu bị xuống cấp hư hỏng, có nguy cơ sạt lở. Huyện đã thành lập ban chỉ huy phòng chống lụt bão tại 5 trọng điểm sung yếu, phân công nhiệm vụ cho các xã thị trấn chuẩn bị bổ sung vật tư tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phòng chống thiên tai các cấp, xây dựng phương án hộ đê toàn tuyến và phương án phòng chống lụt bão tại 5 trọng điểm sung yếu. Trong thời gian tới thì huyện tiếp tục rà soát những cái vật tư của các xã mà không đảm bảo về mặt chất lượng, yêu cầu phải bổ sung và thay thế. Đồng thời rà soát lại những các cái công trình để có cái biện pháp khắc phục trong cái thời gian tới, tránh cái việc mà khi mùa mưa bão đến thì ảnh hưởng đến cái công tác hoa màu trên địa bàn của toàn huyện. Huyện Hoàng Hóa đang tập trung chỉ đạo nhà thầu để nhanh tiến độ các công trình tu bổ đê điều hoàn thành trước mùa mưa bão. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai cho cán bộ và nhân dân các địa phương. Tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đang diễn ra trầm trọng tại Thanh Hóa cũng như các tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi tiêm chủng không khỏi lo lắng vì liên tục phải hoãn lịch tiêm cho trẻ do thiếu vaccine. Tại Thanh Hóa, việc thiếu vaccine 5 trong 1 xảy ra từ cuối năm 2022 và từ tháng 2 năm 2023 thì vaccine này đã không có. Đối với vaccine 3 trong 1 thì bị gián đoạn cung ứng từ tháng 3 năm 2023 đến nay. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, hiện nay toàn tỉnh đang thiếu hơn 81.000 liều vaccine DPT, VGB, HIP 5 trong 1 và hơn 64.000 liều vaccine DPT 3 trong 1, phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván để tiêm cho trẻ. 5 tháng này là chúng tôi không nhận được cái vaccine 5 trong 1 và cái vaccine bạch hầu, ho gà để tiêm cho trẻ. Nếu cái tình hình thiếu vaccine này thì ảnh hưởng rất lớn đến cái công tác mà tiêm chủng đầy đủ cho các cháu. Có nhiều đối tượng thì có điều kiện để đi tiêm dịch vụ bên ngoài, nhưng mà có những cháu thì gia đình không có điều kiện thì các cháu đành phải bỏ mũi, và cái số lượng mà bỏ mũi kéo dài thì là sẽ ảnh hưởng đến cái miễn dịch của các cháu. Ngành Y tế cho biết nguyên nhân của tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng là do từ năm 2023, việc mua vaccine được chuyển đổi từ chương trình mục tiêu y tế dân số thành nhiệm vụ chi thường xuyên cho các địa phương. Các tỉnh, thành phố thực hiện việc mua sắm vaccine. Tuy nhiên hiện nay, các địa phương trên toàn quốc đang vướng mắc và lúng túng trong thủ tục đấu thầu, tổ chức thực hiện mua vaccine. Trước thực trạng trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ Y tế căn cứ các hướng dẫn của Chính phủ áp dụng mua sắm vaccine cho tiêm chủng mở rộng cấp bách với hình thức chỉ định thầu, đấu thầu, đàm phán giá, đặt hàng, đồng thời triển khai các giải pháp phù hợp để kịp thời khắc phục ngay tình trạng thiếu vaccine trước ngày 24 tháng 6 năm 2023. Thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, lượng hàng hóa lớn và là nơi tập trung đông người khiến cho các chợ, trung tâm thương mại có nguy cơ cháy nổ cao trong mùa hè. Chính vì vậy, các giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ đang được các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị quan tâm thực hiện. Mới đây trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã xảy ra vụ cháy tại siêu thị MediaMart gây thiệt hại lớn về tài sản. Đây là đơn vị đã đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định, cho thấy cháy nổ có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Đối với các trung tâm thương mại, siêu thị, mùa hè cũng là thời điểm nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Lượng điện tiêu thụ tăng đột biến vào thời điểm hiện nay, nguồn điện không ổn định cũng khiến nguy cơ cháy nổ xảy ra cao hơn. Các trung tâm thương mại, siêu thị đã có những giải pháp sử dụng điện an toàn. Trong những nguyên nhân mà xảy ra cháy nhiều đấy là do nguồn điện. Chính vì thế nên là thứ nhất ấy, là các cái thiết bị điện, từ dây điện cho đến các cái thiết bị mà có sử dụng điện thì chúng tôi phải trang bị, mua sắm những cái loại mà có tiêu chuẩn đúng theo quy định nhà nước và đạt được những cái tiêu chuẩn cao. Thứ hai nữa là trước khi mà ra về siêu thị đóng cửa thì chúng tôi hoàn toàn tắt tất cả các thiết bị điện từ ngoài cầu giao tổng để đảm bảo là khi không có người siêu thị thì không có nguồn điện bên trong. Song song với công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý những sai phạm về phòng cháy chữa cháy tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, qua đó nâng cao ý thức của chủ đầu tư, người kinh doanh, người dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức thời sự trong tỉnh, ngay sau đây sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Bản tin cuối ngày hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.